trong ba vai nữ quan trọng nhất trong chúng ta của 8 năm sau, mỗi người có những style ăn mặc khác nhau. Mai Dương do Huyền Ly Di thủ vai, đơn giản xoay xoa. Cô giáo Nguyệt do Quỳnh Côn thủ vai nhẹ nhàng thanh lịch. Và một trợ lý như ý do Thủy Anh thủ vai, rất sành điệu. Tài đồ đi làm của Như Ý cực ấn tượng với những bộ váy có chi tiết so le, những đường xếp ly nổi bật khiến tổng thể trở nên khác biệt hẳn so với trang phục công sở thông thường. Như Ý Thủy Anh luôn thích các thiết kế có cá tính riêng, sơ mi cũng phải cầu kỳ kiểu hàng khuy manh xéo, cổ được xếp lớp tỉ mỉ hoặc sơ mi xếp nếp rối mắt. Ngay cả khi mà kết hợp với quần tây đen và sơ mi trắng tưởng là công thức an toàn nhất, thế nhưng như ý cũng phải tạo thêm điểm nhấn khuy áo hình bông hoa trà và cả cà vạt giả váy vòng quanh quần. Thủy Anh kể lại rằng khi chuẩn bị trang phục cho vai như ý, cô đã tìm tới rất nhiều các local brand và đã được hỗ trợ rất nhiệt tình. Nhờ vậy mà Thủy Anh có được tủ đồ vô cùng phong phú để lên phim nhưng không quá tốn kém. Theo nhiều khán giả, luôn xuất hiện sành điệu trên phim, set đồ nào cũng được khen đẹp nhưng stylist của Thủy Anh không tạo được sức hút bằng Quỳnh Cun cool, dù hai nữ diễn viên đều diện đồ công sở.